Mỹ Nhân xin chào quý vị khán giả đang đến với không gian ẩm thực của Vui Sống Mỗi Ngày. Chúng ta cũng biết là mùa hè đang đến, cho nên là không khí nóng len lỏi khắp mọi nơi. Sáng nóng, trưa nóng, chiều nóng và tối cũng nóng luôn. Vì thế mà ngoài những hoạt động dành cho mùa hè như là đi biển, đi dã ngoại hay đi bơi, thì chúng ta cũng nên bổ sung vào trong thực đơn của mình những món ăn thật là tươi mát và thanh lọc cho cơ thể trong mùa hè này. Vì thế mà ngày hôm nay, chương trình đã mời đến những nhân vật rất đặc biệt để cùng chia sẻ với chúng ta một món ăn thanh nhiệt và cũng rất là đặc biệt, rất là ngon trong mùa hè này. Xin giới thiệu với quý vị khán giả diễn viên Phi Long. Hi. Ngày hôm nay Long xin phép cho Long được trở thành một con người mới, một diễn viên Phi Long trong vai diễn đó là đầu bếp của món ăn giải nhiệt mùa hè. Và cái điều này là một cái điều mà Long cũng rất là lo lắng, và quý vị khán giả, nhất là những cái phụ huynh có những con em nhỏ thì cũng rất là coi như là rất là lo lắng và hoang mang, thì không thể cho trẻ vào bếp được, nhất là những cái vị khách mình không mời mà họ tự nhiên xuất hiện đến và làm cho mình cảm giác rất là hoang mang. Không biết Mỹ Nhật cảm thấy như thế nào ta? Thôi bây giờ không mời mà đến, mà lỡ đến rồi cho xuất hiện luôn đi ha. Thôi lỡ rồi. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xuất hiện. Chào khán giả đi con. Chào khán giả. Chắc là quý vị khán giả cũng nhận ra đây là bé Ruby Bảo An, một cô gái nhỏ rất là xinh xắn, đã đạt giải thí sinh nhỏ tuổi ấn tượng trong cuộc thi Doremi 2011, đúng không con? Ngày hôm nay con xuất hiện với vai trò là một người sẽ đồng hành cùng với cô Mỹ Nhật và chú Phi Long trong cái món ăn rất là mùa hè, đó là thạch trái cây giải nhiệt mùa hè. Cô Mỹ Nhật hỏi Bảo An này, con có thích ăn những cái loại trái cây không? Dạ có. Vì sao con thích? Dạ thưa cô, tại nó ngọt, nó mát cho người. Trời ơi, nó ngọt, nó mát cho người. Và ngoài ra thì trong mùa hè hơi nóng như thế này thì chúng ta ăn nhiều trái cây, chúng ta bổ sung vitamin cho cơ thể như là vitamin C, thì nó sẽ giúp cơ thể chúng ta tăng cường sức đề kháng và khỏe hơn, đúng không con? Dạ đúng. Rồi bây giờ cái món này sẽ có những nguyên liệu nào thì bây giờ chú Phi Long sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta hai con ha. Hôm nay mình sẽ nấu hai loại thạch, cho nên là bên phía tay phải của Long là mình sẽ nấu thạch với lại nước dừa, còn phía bên tay trái của Long cũng còn một cái nồi mà Long đã chuẩn bị sẵn. Ở nhà Bảo An có hay phụ mẹ nấu ăn không con? Dạ có. Con biết nấu những món gì dạ, nè? Con biết chiên trứng, con biết nấu cháo, con biết chiên trứng với mì. Dễ thương quá. Rồi bây giờ là cô Mỹ Nhật đang cắt cái hình chéo 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 này nè. Đúng rồi. Bây giờ chú Phi Long cắt hạt lựu đi. Con muốn ăn vỏ hay là con muốn bỏ vỏ? Dạ bỏ vỏ. Bỏ vỏ, bỏ vỏ gì thì phu gọt vỏ ra ha. Dạ. Nhưng thường thường ăn trái cây á, mình rửa sạch, mình ngâm muối thì mình ăn luôn cái vỏ, nó sẽ có nhiều chất hơn. Khi mà rau củ của mình sôi thì mình sẽ mở ra để cho nó thoáng, và sau đó mình dùng cái muôi hoặc là cái muỗng đó để mình quậy cho nó tan, thật sự là tan những cái phần rau khâu của mình. Bảo An ơi. Dạ. Không biết người hỏi là Bảo An có thích nấu ăn không? Dạ có. À rồi có khi nào mà nấu trong bếp mà làm hư đồ bị mẹ la không? Dạ có. Trời, thí dụ sao kể con mới nhận nghe coi. Dạ làm bể chén. Con mình cũng đã sôi rồi và nó dường như đã chín rồi, thì bây giờ Long sẽ tắt bếp. Nếu mà quý vị nào thích ăn ngọt thì mình có thể thêm đường vào trong lúc này và mình hòa cho nó tan. Thực ra thì trong nước dừa cũng có cái vị ngọt, rồi trong sữa tươi nó cũng ngọt, trong trái cây cũng ngọt luôn. Giờ tay để nói đó. Rồi rồi, chuyện gì mời nàng nói ngay. Dạ con thích ăn ngọt. À rồi xong luôn, bỏ đường đi chú, không thể nào mà cãi lời cháu được đâu. Trong khi chú Long nấu cho nước đường tan thì hai cô cháu mình tranh thủ làm trước đi. Rồi, xin thông báo với lại hai cô cháu là đường đã hòa với lại nước rau câu. Được rồi, phải rồi không? Với nước dừa. Rồi, bây giờ chú Long tiếp tục trang trí cái khay của chú Long. Rồi, chú Long sẽ trang trí.
Ruby xong chưa? Trời, Ruby trang trí cũng hoành tráng quá ha. Oh. Rồi Mỹ Nhật xong. Rồi bây giờ Mỹ Nhật sẽ tự động rồi, đổ đồ câu vô phải không? Rồi. Này, khi mà mình làm cái khuôn nhỏ như vậy thì mình nên cho ít trái cây thôi. Tại Nhật tham quá, Nhật ăn trái cây nhiều á. Nhưng mà không có sao, ăn trái cây nhiều đẹp da. Nói dùng là tự an ủi mình. Nhìn bé Ruby bảo An là mà thạch rau câu thì chắc chắn là các bé ở nhà cũng đang rất là muốn vào bếp để cùng mẹ hay là cùng chị gì đó phụ làm cái món này. Chắc chắn các bé sẽ làm được thôi, bởi vì Ruby làm được, các bạn cũng làm được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi rau câu nó đông lại. Và ai sẽ là người chiến thắng sau khi chúng ta lấy nó ra thì chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà trong lúc đó Ruby phải hát một bài. Bài gì đây? Dạ, bài rau ớt vô. À, rồi con hát rau ớt vô. Bài hay á. Rồi. Từ ngày thơ bé, mẹ luôn bên con và nâng bước. Dù con vui hay con buồn, vẫn luôn mãi mãi kề bên con. Mẹ luôn tin vào ngày mai, cả thế giới sẽ rộng vòng tay. Hạnh phúc sẽ chờ con phía trước, để con luôn được đều tốt nhất. Ôi mẹ ơi, con mãi yêu mẹ, mẹ ơi. Tháng năm qua luôn vì con, dẫu bao nhọc nhằn sớm khuya, làm sao con quên lời ru, quên những hy sinh vì con. Khắc ghi trong tim lời hứa, nên người vì mẹ của con. Ôi trời ơi, chú Phi Long cũng xong rồi. Chưa. Còn Ruby xong chưa? Dạ chưa. Ủa xong. Chú Phi Long xong chưa? Đặt lên trên. Rồi. Mời tác phẩm lên. Ha. Tác phẩm dự thi rồi, ba tác phẩm dự thi. Chút xíu là phải thuyết trình nha. Rồi. Rồi. Bây giờ Ruby giải thích cho cô vì sao con trang trí kiểu này. Ý tưởng của con là gì? Dạ thưa cô, ý tưởng của con là đây là bông hoa, xung quanh là một cái núi lửa. Núi lửa này có hai tên. Núi lửa này là rau câu thạch dừa. Hai là núi giữa núi lửa sữa. Rồi, núi lửa rau câu thạch dừa, núi lửa sữa. Dễ thương quá. Và chúng ta thi đấu cho vui vậy thôi, chứ thực ra ngày hôm nay chúng ta muốn mang đến với nhau một cái món ăn gọi là món tráng miệng trong mùa hè. Nó vừa dễ ăn, vừa ngon, vừa rất là thân thiện, mà nó lại có tác dụng giải nhiệt trong mùa hè nữa. Long nghĩ là bây giờ chúng ta nên đánh giá những cái thành quả của chúng ta nãy rồi, giờ nha. Rồi, chúng ta phải ăn biết được rồi. Bây giờ ăn kéo đi ha. Rồi, mình sẽ ăn thử xem vào món thạch rau câu trái cây của mình như thế nào nha. Nào, nhìn ra. Đó. Ăn luôn. Rồi. Ngon quá. Ngon không con? Ủa sao nó không? Wow. Cái cảm giác của Long ăn đầu tiên á là cái vị thanh của rau câu, xong cắn tí xíu nữa nó sẽ có vị ngọt rất là dịu của mít và rất là thơm quý vị. Và tiếp tục thêm tí xíu nữa là ăn được cái vị giòn, rất là giòn và rất là nó hơi chua chua nữa của táo. Và rồi một cái vị chua rất thanh và cũng không kém màu thơm đó là của dâu. Cho nên là một cái món ăn mà nó có quá nhiều cái hương vị như vậy thì Long nghĩ rằng mùa hè này các bạn không thể bỏ quên được. Mùa hè là mình phải làm cái này nè, mình bỏ vô trong một cái hộp. Xong lúc mà mình đi biển á, mình ngồi trên cái ghế, mình mở hộp ra mình ăn. Đúng rồi. Trời ơi, ý tưởng rất là hay. Biển to quá, bé chẳng dám tâm đầu. Biển xanh quá, bên bờ cát trắng phao. Bé nghịch cá xây bao nhiêu nhà lầu, ta đừng tắm con cá sau kia kìa. La 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 la. Và bài hát vừa rồi cũng khép lại cái món tráng miệng ngày hôm nay. Hy vọng rằng mình đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật là thú vị trong một cái mùa hè. Ủa, Ruby sao biến mất rồi? Ủa, đâu rồi? Chưa biết. Rất là dễ thương. Hy
vọng là đã đem đến cho quý vị những cái phút giây thư giãn thật là thoải mái trong những ngày hè này, cũng như là một món ăn rất là mát trong mùa hè. Ruby, Bảo An cùng với diễn viên Phi Long và Mỹ Nhật rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Phương Mai rất hy vọng quý vị đã cảm thấy hài lòng với những gợi ý vừa rồi của chàng diễn viên điển trai Phi Long của chúng tôi. Và thưa quý vị, chương trình Vui Sống Mỗi Ngày ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin mời quý vị cùng tiếp tục gửi đến với chúng tôi những thông tin đóng góp của quý vị thông qua địa chỉ email vuisongmoinghay@chuthi.com.vn nhé. Và ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.vuisongmoinghay.vn hoặc Facebook của chúng tôi Vui Sống Mỗi Ngày để có thể xem lại những chương trình mà mình đã bỏ lỡ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.